áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với bài học môn lịch sử lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bài học số 31 về tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc cách mạng tư sản ở nước Pháp vào cuối thế kỷ 18 và trong nội dung của tiết 2. Và trong nội dung của tiết 2 ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tiến trình của cuộc cách mạng. Tuy nhiên thì trong nội dung của tiết 1 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một phần của tiến trình rồi, đúng không ạ? Đó chính là giai đoạn đầu tiên của cuộc cách mạng này. Vậy thì trong tiết 2 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 giai đoạn tiếp theo của cái quá trình diễn ra của cách mạng tư sản nước Pháp. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ đưa ra, rút ra được những cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỷ 18. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết của bài học. Đầu tiên thì vào tháng 8 năm 1792 thì trong những cái không khí của một cuộc cách mạng thì quần chúng nhân dân vẫn tiếp tục nổi dậy, thì chúng ta có thể xuất phát từ những cái nguyên nhân mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở trong mục kiến thức của bài trước, đúng không ạ? Thì quần chúng nhân dân bắt đầu nổi dậy và đưa phái Girondin lên nắm chính quyền. Và sau khi mà phái Girondin lên nắm chính quyền thì đã bắt đầu thực hiện được cái nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, đó chính là bắt vua và hoàng hậu. Sau đó thì trước sức ép của quần chúng thì vào tháng 9 quốc hội tuyên bố thành lập một cái nền cộng hòa thứ nhất và đã xử tử vua và hoàng hậu. Từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng một cái nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản đó chính là lật đổ được cái chế độ phong kiến. Thì đến cái phái tư sản công thương cầm quyền thì đã thực hiện được cái nhiệm vụ đó chính là xóa bỏ được cái chế độ phong kiến ở đây, đúng không ạ? Thì trên đây thì các bạn có thể quan sát một số những cái bức vẽ để miêu tả lại cái khung cảnh mà vua Louis thứ 16 cũng như là hoàng hậu Maria Antoinette bị xử tử. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong giai đoạn mà phái tư sản công thương cầm quyền thì chúng ta đã thực hiện được một phần của một cuộc cách mạng tư sản, đúng không ạ? Hoàn thành được một phần của nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, đó chính là xóa bỏ chế độ phong kiến. Tuy nhiên thì sau đó phái Girondin thì đã phải đối mặt với những cái khó khăn mới. Ở đây chúng ta có thể đưa ra một số những khó khăn như sau. Ở trong nước thì bọn phản cách mạng thì đã nổi dậy và đời sống nhân dân ngày càng gặp khó khăn. Họ nổi dậy để có thể lật đổ chính quyền. Thì chúng ta thấy rằng đối với bên ngoài thì đối với sự kiện xử tử vua Louis và hoàng hậu của vua Louis thì đã tạo nên một cái làn sóng, đó chính là làn sóng phản đối của các nước phong kiến ở châu Âu. Và các nước phong kiến ở châu Âu đã hình thành nên một cái liên minh để có thể muốn chống phá lại cái phái tư sản công thương cầm quyền, nền cộng hòa non trẻ. Và từ đây thì đây cũng chính là một cái nguy cơ đe dọa cho cái cách mạng ở nước Pháp. Và sau đó thì trước những cái tình hình đó, vào ngày 31 tháng 5 năm 1793 thì quần chúng nhân dân lại một lần nữa nổi dậy và đã đưa chính quyền từ tay phái Girondin sang chính quyền phái mới nắm quyền, đó chính là phái Jacobin. Vậy thì từ sự xuất hiện cũng như là từ cái sự cầm quyền của phái Jacobin thì những cái nhiệm vụ tiếp theo của một cuộc cách mạng tư sản đã được phái Jacobin hoàn thiện một cách triệt để. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào mục 3 nhỏ, một cái giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng tư sản Pháp, đó chính là nền chuyên chính Jacobin. Đây cũng chính là một cái giai đoạn người ta gọi là đỉnh cao của một cuộc cách mạng. Vậy thì tại sao chúng ta nói là một cuộc đỉnh cao của một cuộc cách mạng? Thì sau khi phái Jacobin lên nắm chính quyền thì phái Jacobin cũng đã nhận thấy rằng là để hoàn thiện được một cuộc cách mạng, đúng không ạ? Để có thể giành lại được cái chính quyền của mình thì phái Jacobin cần phải giải quyết những cái vấn đề về ruộng đất cho quần chúng, và từ đó thì mới có thể động viên được quần chúng có thể tham gia vào cuộc cách mạng và tạo nên một cái động lực cho cuộc cách mạng được. Và chính những cái điều nhận thấy như vậy thì phái Jacobin đã thực hiện rất là nhiều những cái chính sách để chúng ta có thể giải quyết, phần lớn là chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề ruộng đất cho quần chúng nhân dân. Ở đây thì chúng ta có thể đưa ra một số những cái chính sách của phái Jacobin như sau, như là việc trừng trị bọn phản cách mạng, đúng không ạ? Tiếp theo là đã đưa ra những cái chính sách, những cái đạo luật để có thể giải quyết những cái quyền lợi cho nhân dân.
liên quan đến vấn đề ruộng đất, ví dụ như đạo luật ngày 3 tháng 6 khi sẽ chia những cái phần ruộng đất của các địa chủ đã bỏ trốn ra nước ngoài thành những mảnh đất nhỏ, sau đó sẽ bán cho dân nghèo qua hình thức là trả góp, và cái thời hạn trả góp sẽ trong vòng 10 năm. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng là những cái chính sách này của Vietcombank đã tạo những cái điều kiện để cho dân nghèo có thể mua đất để có thể trồng trọt, đúng không ạ? Để có thể trồng trọt và nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Tiếp theo như là một cái đạo luật tiếp theo chúng ta có thể kể đến như là đạo luật ngày 10 tháng 6 khi nhà nước sẽ chia những cái ruộng đất công cho quần chúng nhân dân và mỗi người sẽ được nhận một cái mảnh đất bằng nhau, hay là đạo luật ngày 17 tháng 1. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nhớ lại cái mục kiến thức của bài học trước. Chúng ta thấy rằng là nó nổi trội ở trong cái tình hình nước Pháp trước cách mạng, đó chính là người nông dân sẽ phải phụ thuộc vào hai đẳng cấp trên, và người nông dân sẽ phải phụ thuộc vào những cái văn tự, những cái khế ước cũng như là những cái nghĩa vụ phong kiến rất là nặng nề, đúng không ạ? Vậy thì đạo luật ngày 17 tháng 1 thì cũng đã đưa ra nhằm xóa bỏ những cái đạo luật, những cái nghĩa vụ phong kiến cũng như là những cái văn tự, những cái khế ước ràng buộc người nông dân. Từ đó thì người nông dân đã bắt đầu được giải phóng. Và ngoài ra thì phái Vietcombank cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái chính sách khác, ví dụ như là ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng một cái quân đội rất là mạnh, bởi vì chúng ta có một cái cơ sở, đó chính là giải quyết được những cái quyền lợi cho nhân dân rồi. Và sau đó chúng ta có hoàn toàn có thể động viên, đúng không ạ, có thể động viên họ tham gia vào cuộc cách mạng của mình, và từ đó có thể xây dựng được một cái lực lượng quân đội rất là mạnh. Bên cạnh đó thì phái Vietcombank cũng đã thông qua những cái hiến pháp để có thể ngoài ra thông qua hiến pháp và sẽ thiết lập cũng như là nới rộng những cái quyền dân chủ. Mỗi công dân từ 21 tuổi trở lên có thể đi có thể có quyền bầu cử. Tuy nhiên thì những cái hiến pháp này nó chỉ được thực hiện một phần. Và tuy nhiên thì chúng ta có thể so sánh với những hiến pháp năm 1789 vừa mới ban hành ở trong giai đoạn trước thì thấy rằng nó đã có cái sự phát triển hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì có những cái chính sách khác, ví dụ như là xóa nạn đầu cơ tích trữ vân vân. Từ đây thì từ những cái chính sách tích cực như vậy của phái Vietcombank đã đánh đổ được thù trong giặc ngoài mà đã đưa cách mạng lên đỉnh cao. Ở đây chúng ta có thể nhận xét một cái điều như vậy. Thế thì cái đỉnh cao ở đây thì chúng ta có thể dựa vào những cái chính sách của phái Vietcombank đã làm, đặc biệt là những cái chính sách để có thể nhằm giải quyết cái vấn đề ruộng đất cho nông dân. Đấy là những cái vấn đề mà chưa có một cuộc cách mạng nào trước đó có thể làm được. Và từ đó thì nó cũng đã quy định một cái tính chất của cuộc cách mạng tư sản nước Pháp, đó chính là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Khi cuộc cách mạng nước Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đã xử tử được vua Louis và hoàng hậu Maria Antoinette, ngoài ra thì cũng đã xóa bỏ được những cái tàn dư của phong kiến như là việc xóa bỏ những cái văn tự, những cái khế ước ràng buộc người nông dân, giải quyết được những cái vấn đề ruộng đất cho người nông dân. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng cuộc cách mạng tư sản nước Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Trong đó thì trong cái giai đoạn phái Vietcombank cầm quyền, đây là một cái giai đoạn mà cách mạng nước Pháp đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên thì do mâu thuẫn ở trong nội bộ của phái Vietcombank, chính vì thế cho nên vào sau cái cuộc bạo động vào ngày 27 tháng 7 năm 1794 thì chính quyền đã rơi vào tay bọn phản động. Từ đây thì đã chấm dứt được cái thời kỳ cầm quyền của phái Vietcombank. Tiếp theo đó chính là thời kỳ tuổi trào cũng như là thời kỳ cuối cùng của cuộc cách mạng tư sản Pháp. Về thời kỳ này thì chúng ta có thể thấy rằng là sau cuộc đảo chính thì ủy ban đốc chính đã được thành lập và thủ tiêu mọi cái thành quả của cuộc cách mạng, và một cái chế độ mới đã được thiết lập, đó chính là chế độ độc tài, được thiết lập vào năm 1799 dưới sự cầm quyền của Napoleon. Và vào năm 1815 thì sẽ thiết lập một quay lại cái thiết lập một cái thể chế, đó chính là thể chế quân chủ ở nước Pháp bắt đầu được phục hồi. Và đây cũng chính là thời kỳ thoái trào của cuộc cách mạng tư sản nước Pháp. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong các giai đoạn của cách mạng tư sản Pháp rồi, đúng không ạ? Trong các giai đoạn này thì các bạn cần lưu ý đỉnh cao của cuộc cách mạng tư sản Pháp đó chính là trong thời kỳ phái Vietcombank nắm quyền, đúng không ạ? Đã giải quyết được những cái vấn đề ruộng đất cho người nông dân cũng như là giải quyết được những cái tàn dư của cái chế độ phong kiến. Từ đó thì cuộc cách mạng đã đạt đến đỉnh cao. Và đây cũng chính là những cái đặc điểm quy định được cái tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp, đó chính là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mục cuối cùng của bài, đó chính là những ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp. Ý nghĩa đầu tiên chúng ta sẽ xét về là ý nghĩa đối với nước Pháp. Ý nghĩa đối với nước Pháp thì chúng ta thấy rằng rõ ràng chế độ phong kiến bắt đầu đã được lật đổ, đúng không ạ? Và đã hoàn thành được một cuộc cách mạng tư sản. Từ đây chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng tư sản Pháp sẽ là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Một cái cuộc cách mạng đã làm được rất là nhiều những cái việc mà các cuộc cách mạng trước đây chưa hề làm được. Còn đối với thế giới thì nó đã có những cái tác động lớn đối với tình hình thế giới. Một cái chế độ phong kiến đã bị lung lay, đúng không ạ? Nó đã giáng một cái đòn rất là mạnh mẽ đối với chế độ phong kiến. Ngoài ra thì nó đã mở đường trong một thời kỳ mới, một thời đại mới của thế giới lúc bấy giờ. Đó chính là sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản. Và đó là những cái ý nghĩa mà chúng ta có thể rút được sau việc tìm hiểu về cuộc cách mạng tư sản nước Pháp. Vậy thì để củng cố cho bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi số 1. Ý nào sau đây không nằm trong chính sách của phái Jacobin? Các bạn nhớ đây là phái Jacobin, đúng không ạ? Đây là phái đã giành được cái đỉnh cao trong một cuộc cách mạng. Ý A. Thông qua luật giá tối đa và lương tối đa cho công nhân. Ý B. Thông qua sắc lệnh tổng động viên toàn quốc. Và ý C. Thông qua hiến pháp mới tuyên bố chế độ Cộng hòa. Và ý D. Tịch thu ruộng đất của giáo hội đem bán cho nông dân với giá cao. Chúng ta thấy rằng đây là một câu hỏi để chúng ta có thể đưa ra một cái đáp án đúng, để chúng ta thấy rằng đó không phải là chính sách của phái Jacobin, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể dễ dàng đưa ra đáp án đúng của riêng mình. Và cô sẽ bật mí luôn ở trong câu hỏi số 1 này, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D. Tịch thu ruộng đất của giáo hội đem bán cho nông dân với giá cao. Đây là một cái chính sách không nằm, đúng không ạ? Đây là một cái ý mà không nằm trong cái chính sách của phái Jacobin đã từng làm. Tiếp theo câu hỏi số 2. Biện pháp nào sau đây của phái Jacobin đã mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân trong cách mạng nước Pháp năm 1789? A. Giải quyết vấn đề ruộng đất. Ý B. Quy định mức lương tối đa. Ý C. Quy định mức giá các mặt hàng bán cho dân nghèo. Và ý D. Xóa bỏ một nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến. Ở đây thì chúng ta thấy rằng một cái biện pháp hữu hiệu nhất, đúng không ạ, cũng như là một những cái nhiệm vụ mà phái Jacobin đã làm được trong cái quá trình cầm quyền của mình, đó chính là sẽ giải quyết cái vấn đề ruộng đất cho nông dân. Và đáp án A sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự thất bại của phái Jacobin? Ý A. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính lật đổ phái Jacobin. Ý B. Mâu thuẫn nội bộ của phái cầm quyền và nhân dân đã bắt đầu xa rời chính phủ. Ý C. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng. Và ý D. Phái Jacobin chỉ lo củng cố quyền lực. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này thì các bạn hãy nhớ lại một kiến thức mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở mục ở những cái kiến thức mà cuối trong mục chúng ta tìm hiểu về nền chuyên chính Jacobin, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là sự sụp đổ của phái Jacobin sẽ xuất phát từ những cái mâu thuẫn nội bộ ở trong phái, đúng không ạ? Và đáp án B sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4. Động lực đưa cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là A. Giai cấp tư sản. B. Quần chúng nhân dân. Ý C. Phái Jacobin. Và ý D. Lực lượng quân đội của cách mạng. Về động lực của cuộc cách mạng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên các bạn cần phải xác định được rằng là cái thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng Pháp nó là thời kỳ nào. Thế như các bạn đã cùng nhau tìm hiểu thì các bạn cũng có thể đưa ra được thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng Pháp nó sẽ nằm trong thời kỳ mà phái Jacobin cầm quyền, đúng không ạ? Vậy thì phái Jacobin cầm quyền đã thực hiện rất là nhiều những cái chính sách tiến bộ. Và để nhằm mục đích gì ạ? Để có thể giải quyết được những cái vấn đề ruộng đất cho nông dân. Từ đó thì chúng ta có thể lôi kéo, có thể động viên họ, có thể tham gia vào cuộc cách mạng. Từ đó sẽ trở thành những cái động lực cho cuộc cách mạng này. Và từ những cái gợi ý này thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết được đáp án đúng của câu hỏi số 4 này là câu nào rồi, đúng không? Đáp án đúng của câu hỏi số 4 này sẽ là đáp án B, quần chúng nhân dân sẽ là động lực của cách mạng Pháp để có thể đưa cuộc cách mạng này đến đỉnh cao. Câu hỏi số 5. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18? A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Ý B. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. Ý C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Và ý D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Ở đây thì chúng ta có thể nhớ lại một kiến thức về ý nghĩa mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, đúng không ạ? Và cũng là một cái câu hỏi về sự phủ định
một những cái chúng ta có thể đưa ra những cái đáp án để không phản ánh, đúng không ạ? Có những yếu tố mà không phản ánh đúng những ý nghĩa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đáp án mà không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp đó chính là đáp án C, đúng không ạ? Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới, đây không phải là một trong những cái ý nghĩa mà cuộc cách mạng Pháp mang lại. Vậy thì câu hỏi số 5 này cũng chính là câu hỏi cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong chương trình lịch sử lớp 10 lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.